Ô tô cũ Hùng Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Và để tiếp nối những chương trình đã phát thì hôm nay mình lại làm video để gửi tới quý anh chị và các bạn về chiếc i10 Grand i10 các bạn nhé. Sản xuất năm 2015, xe nhập Ấn, mang quốc tịch của thủ đô các bạn ạ, biển số Hà Nội. Và đây các bạn quan sát phần ngoại thất của chiếc xe. Và cam kết với các bạn là chiếc xe này không đâm va chạm trồ các bạn nhé. Đầu đít cột kèo keo chỉ nguyên bản, máy không bị thủy kích. Và giới thiệu các bạn đây là một cái bản xe nhập Ấn cực kỳ lành máy, tiết kiệm xăng các bạn nhé. 1.0 3 máy. Xe được trang bị phần ngoại thất nó là màu bạc đấy các bạn này. Zin từ cái đèn pha đây các bạn nhé. Các bạn quan sát này, từ cái đèn pha này nó còn nguyên bản. Các bạn quan sát kỹ phần đầu xe này, những đường gân chỉ, những đường form dáng nó còn nguyên bản đấy các bạn này. Chiếc xe chưa hề bị va quẹt. Đây các bạn quan sát ạ. Khi mua xe các bạn quan sát kỹ phần ngoại thất, cái đường gân chỉ, cái phần ngoại thất nó tạo lên cho một cái chiếc xe, và nó cũng là khẳng định nên là cái xe có bị đâm va hay không, thì cái hình thể bên ngoài nó cũng đánh giá lên rất nhiều các bạn ạ. Đây các bạn quan sát phần ngoại thất của xe này. Mình đi vòng quanh một lượt để các bác thẩm định cái phần ngoại thất của chiếc xe, xem có xứng đáng cái đồng tiền bên mình chào bán hay không. Từ đèn pha, đèn chiếu hậu, nó là đèn nguyên bản theo xe hết các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát được cái đường gân chỉ này. Chiếc xe rất bóng mượt về phần ngoại thất các bạn ạ. Bạn nào yêu thích cái dòng xe nhập Ấn thì liên hệ cho mình theo số hotline 0913660299. Và địa chỉ của mình đây các bạn này, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, mặt đường quốc lộ 2 đây các bạn ạ. Rất thuận lợi để các bạn đến với bãi xe bên mình. Và đây các bạn quan sát phần ngoại thất của xe này, phần sườn xe bên phụ này. Về phần vỏ, chiếc xe này không thể chê vào đâu được các bạn nhé. Đây các bạn quan sát phần ngoại thất của xe này. Và bên mình còn rất nhiều xe để các bạn quan tâm. Bạn nào quan tâm bất cứ xe nào, liên hệ cho mình theo số hotline 0913660299. Địa chỉ của mình là thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và hôm nay mình sẽ làm video chi tiết để giới thiệu các bạn về chiếc i10 sản xuất năm 2015, nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ các bạn nhé. Và đây, mời các bạn quan sát phần keo chỉ này. Chỉ cánh đầu tiên bên phụ này. À bên lái này các bạn này. Không mất phân keo chỉ này quý anh chị và các bạn ạ. Đồ nhựa này. Đồ nhựa con này chấm hết luôn. Đồ nhựa tươi mới. Đẹp từ cái phím này. Và đây các bạn này. Bu lăng con này thì chấm hết luôn. Đấy, các bạn quan sát được từ cái phím quài. Chiếc xe đi nhiều hay đi ít các bạn cứ đẩy cái phím quài cho mình. Và đây, từ cái phanh tay này các bạn này. Nó chỉ có bụi bẩn thôi đây này các bạn này. Đấy. Nó còn gai sần các bạn nhé. Củ số này các bạn này, củ số quá đẹp luôn này. Xe chạy hơn 10 vạn các bạn nhé. Táp lô không quan đục đây các bạn này. Đấy các bạn quan sát phần táp lô đồ nhựa này. Cái này là bác chủ nhân bác cái dán vào là lau chùi cho nó dễ các bạn nhé. Trang trí cho nó cái xe nhìn cho nó đẹp, cho nó cái nội thất nó tươi sáng. Bác này bác cái rất cẩn thận các bạn này. Từ cái thềm bước lên xuống dán để chống mài mòn cái nhựa này, bóc ra trong như mới các bạn này. Và đây các bạn quan sát là tem bác này. 2015 sản xuất tại Ấn Độ các bạn nhé. Đấy, từ cái khóa là còn rất đẹp này các bạn này. Ốc bản này còn chưa chạm cà lê mỏ lết. Và đây mời các bạn quan sát phần chỉ cánh tiếp theo bên lái này. Bạn nào yêu thích cái dòng xe nhập Ấn, cái dòng i10 hatchback nhỏ gọn, tiết kiệm xăng, dễ luồn lách, đi phục vụ gia đình thì tuyệt vời. Trong những lúc xăng dầu 30.000 trên lít thì đây nó là một cái trong những cái chiếc xe nó thể hiện được cái tính năng tiết kiệm vượt trội các bạn nhé. Trần nó là trần nỉ nguyên bản các bạn này. Trần nguyên bản. Và đây các bạn quan sát lại phần nội thất của xe. Cũng như ban trước mình giới thiệu, con này củ số thì chấm hết luôn. Củ số quá đẹp, áo số zin. Đây từ cái phanh tay này các bạn này.
nội thất màu đen rất đẹp đấy các bạn này. Xe được trang bị màn hình trên gương chiếu hậu đây các bạn này. Xe được trang bị màn hình trên tích hợp trên gương rồi. Phần đầu đầu nguyên bản theo xe. Đây các bạn quan sát từ cái lòng trong của cánh cửa này. Màu nó màu xịn các bạn nhé, màu bạc xịn. Xin giới thiệu lại với các bạn là chiếc xe này sản xuất năm 2015 bản nhập Ấn. Đây các bạn quan sát từ cái đường khe rãnh này. Đường khe, đường chỉ này các bạn này. Form dáng chiếc xe này rất đẹp các bạn, còn nguyên form. Sau đây để mời các bạn quan sát phần cốp sau của xe này. Đây các bạn quan sát cốp sau của xe này. Còn là sơn, nó là sơn zin tuyệt đối các bạn nhé. Đây chỉ đây các bạn này. Chỉ nhìn thì thích mắt luôn. Rồi con ốc bản này này, còn nguyên bản. Đấy, chỉ hai bên này các bạn này. Và đây hai bên máng nước đây các bạn này. Đây hai bên máng nước. Máng nước bên lái bên phụ này các bạn này. Mình hoàn tiền cho các bạn nếu các bạn phát hiện ra chiếc xe này nó bị lỗi đấm va. Nó chỉ có những cái lỗi là sầy xước, va quẹt nhẹ là người ta làm sơn theo bảo hiểm thôi. Còn nội thất đây các bạn quan sát lại này. Và đây các bạn này, còn nguyên cái giá này. Còn nguyên giá đằng sau này, giá để đồ nhẹ trên cao này. Và đây các bạn quan sát này, phần để lốp sơ cua này, sơn nó là sơn zin tuyệt đối quý anh chị và các bạn nhé. Giá chỉ có hơn 100 triệu thôi. Các bạn đã sở hữu một cái dòng xe nhập chạy đẳng cấp đời cao rồi. Đấy các bạn quan sát này, sơn nó là sơn zin tuyệt đối luôn. Cốp sau rất đẹp. Và đây các bạn quan sát phần gầm xe này. Bên mình không dùng hóa chất tẩy rửa quý anh chị và các bạn nhé. Để nguyên mộc luôn, chỉ phủ nước lã thôi. Đấy các bạn quan sát phần gầm xe này. Không hề mục mọt các bạn ạ. Và đây lốp còn rất dày các bạn nhé. Lốp còn 80% nữa các bạn đi thoải mái luôn. Toàn bộ đèn đóm là đèn zin nguyên bản theo xe hết. Và đây các bạn quan sát phần chỉ cánh tiếp theo. Phần chỉ cánh bên phụ này. Chỉ nó là chỉ zin hết các bạn nhé. Cũng như bàn trước mình giới thiệu rồi. Riêng con này đồ nhựa của nó rất đẹp các bạn ạ. Đấy các bạn quan sát này. Đồ nhựa này. Và đây các bạn quan sát này. Phần đinh tán kèo cột này. Nó chỉ bụi bẩn theo thời gian thôi. Còn đó là nguyên bản hết. Và mình xin cam kết thêm một lần nữa với các bạn. Là ba cột. Cột A, cột B, cột C. Nó nguyên bản. Chưa hề có sự tác động của đâm va chạm trồ quý anh chị và các bạn nhé. Còn đây các bạn quan sát này. Từ cái lòng trong cánh cửa này. Và đây mời các bạn quan sát phần chỉ cánh cuối cùng bên phụ. Riêng đồ nhựa thì các bạn khỏi phải nghĩ luôn, rất đẹp. Thân vỏ thì không đâm va, máy không bị thủy kích. Đặc thù cái dòng i10 này thì nó lại là một cái bản hatchback nhỏ gọn, cực kỳ tiết kiệm xăng mà là xăng mà lằng lành máy các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát này, từ cái phím này, từ cái nút điều chỉnh điều hòa nó còn rất mới các bạn ạ. Đầu đầu nguyên bản theo xe. Đấy các bạn quan sát này. Bùa lăng này. Áo ghế rất đẹp này, một dàn áo ghế đẹp đấy các bạn này. Từ cái khóa này các bạn này. Khóa bên phụ bản này nó còn chưa chạm cà lê mỏ lết này. Không khoan đục các bạn nhé. Màn hình tích hợp trên gương này. Cửa đóng thì rất êm các bạn ạ.
Và để kết thúc phần ngoại thất thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn là chiếc xe này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá 195 triệu các bạn nhé. Chỉ có 195 triệu thôi các bạn ạ. Và xin nhắc lại các bạn là chiếc xe này sản xuất năm 2015, đăng ký lần đầu 2015 biển Hà Nội các bạn ạ. Và bên mình còn rất nhiều xe để các bạn quan tâm đây. Hiện giờ Kia Morning nhập mình có 6 chiếc các bạn nhé, 2 chiếc số tự động và 4 chiếc số sàn. Rất nhiều xe lanh quanh trên dưới 200 triệu đang chào đón các bạn. Bạn nào yêu thích bất cứ dòng xe nào thì hãy đến với bãi xe ô tô cũ Mê Linh. Địa chỉ là thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và nhân đây, hôm nay là ngày còn mấy tiếng nữa thôi là đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận tứ kết để vào chung kết tranh huy chương vàng SEA Games. Bạn nào chốt cho ngày hôm nay sẽ được giảm giá 5 triệu các bạn ạ, để ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Tất cả vì Việt Nam cố lên, vì đội tuyển thân yêu của chúng ta. Người dân Việt Nam chúng ta là rất hâm mộ bóng đá các bạn ạ. Rất yêu bóng đá, yêu thể thao. Còn mấy giờ nữa thôi là các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ thi đấu. Đội U23 sẽ thi đấu để giành huy chương vàng, mang về vinh quang cho Tổ quốc. Thì mình cũng ủng hộ và chào bán cho các bạn chiếc xe này với giá 195 triệu. Y10 sản xuất năm 2015, bản nhập ấn các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát lại phần nội thất của xe này. Từ cái đồng hồ giờ nó còn nguyên bản đấy các bạn này. Đây, công tơ mét chạy đây các bạn này. Riêng máy lổ thì thi thầm luôn các bạn nhé. Đây, đầu đĩa đây các bạn này. Các củ số nó rất đẹp đấy các bạn ạ. Và đặc thù dòng Y10 này nó có chế độ nhắc số các bạn ạ. Khi các bạn đi mà cái số nó không hợp lý thì sẽ biểu hiện trên màn hình là thừa ga. Thì các bạn ví dụ đang chạy số 3 thì nhắc lên số 4, và đang chạy số 4 yếu ga thì nhắc lên số về số 3. Đây các bạn này. Hà Nội và tôi là những đêm lang thang nơi từng con phố nhỏ. Đầu chạy rất ok các bạn nhé, đầu nguyên bản theo xe. Còn đây màn hình đây các bạn này, màn hình tích hợp với cam hành trình nha các bạn này. Trải qua nhiều sóng gió. Và mời các bạn đến phần cuối cùng của xe. Đó là trái tim của chiếc xe, là các bạn test thử xem chiếc xe nó có cái động cơ nó có được như mình giới thiệu hay không. Đây là phần cực kỳ quan trọng để các bạn mua những chiếc xe đã qua sử dụng. Và chiếc xe này mình nhắc lại với các bạn là đang chào bán tại cửa hàng với giá là 195 triệu. Có lộc lá cho các bạn nhiệt tình. Bạn nào chốt được trong ngày hôm nay, nhân tiện đội tuyển Việt Nam thi đấu thì mình sẽ giảm giá cho các bạn. Và đây, trước hết đến phần máy thì mình sẽ phần chỉnh kính cho các bạn này. Toàn bộ gương chiếu hậu với kính để chỉnh điện hết các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát này, kính này, bốn kính bốn cánh này, hoạt động rất ok, trơn tru đây các bạn nhé. Và đây chỉnh mặt gương này, mặt gương chiếu hậu chỉnh điện hết này, keo chỉ thì quá ok. Đèn là đèn nguyên bản theo xe đây các bạn này. Và đây các bạn quan sát đèn này. Và cái đầu tiên các bạn quan sát này, từ cái chỉ mép capo này, nó còn nguyên bản, nó thể hiện một cái xe chưa hề bị đâm va chạm trồ các bạn nhé. Đây chỉ nguyên này, giằng đầu là giằng đầu nguyên các bạn nhé. Đây các bạn quan sát này, giằng đầu nguyên này, zin từ cái mặt cái lắp của két nước này. Và ốc bản nề này, ốc bản nề của lắp capo này còn nguyên bản đấy các bạn nhé. Thì cho nên các bạn yên tâm luôn về phần đầu đít rồi. Đấy các bạn quan sát này, sơn zin tuyệt đối đây đã. Đây các bạn này, hai bên này, ốc nó còn nguyên bản. Đây này, sơn zin đấy các bạn nhé. Và đây, ốc chân máy này các bạn này. Các bạn để ý này, ốc chân máy nguyên bản đấy các bạn nhé. Máy đang nổ này. Riêng con máy này, máy gầm đại chất luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát này, máy thì nổ thì thôi rồi luôn.
giá rất hợp lý để các bạn lựa chọn xe che nắng che mưa trong những lúc xăng dầu đắt đỏ như thế này. Đây các bạn này, đèn này, nó còn chữ này các bạn này, đèn này đèn zin này, không phải đèn nô các bạn nhé, đèn theo xe. Đây hai bên ụ giảm xóc này các bạn này, khi hai cái ụ giảm xóc này mà nó phải sơn ta vào rồi là vứt các bạn ạ. Nó là xe có tác động của sự dừa đâm va, nhưng con này nó còn nguyên bản đấy các bạn này. Đấy các bạn, còn sang hai bên máng nước rồi, hai bên máng nước rồi các bạn này. Đấy, các bạn quan sát lại này, máy đại chất luôn. Và đây các bạn quan sát này, không một chút hơi thừa, một chút khói quý anh chị và các bạn nhé. Đây các bạn quan sát lại phần trái tim của chiếc xe. Đây các bạn quan sát này, từ cái mặt va đầu sốc trước này, quá đẹp luôn các bạn nhé. Động cơ là khoang máy rất sạch sẽ các bạn ạ, mà giá chỉ có 195 triệu thôi. Bạn nào yêu thích cái dòng xe i10 thì gọi ngay cho mình, Grand i10 thì gọi ngay cho mình theo số hotline 0913660299 hoặc 0961041999 quý anh chị và các bạn nhé. Và để kết thúc chương trình giới thiệu với quý anh chị và các bạn về chiếc Grand i10 sản xuất năm 2015 các bạn ạ, với giá 195 triệu. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và đây nó là địa chỉ bãi xe bên mình đây các bạn này. Đèn xanh đèn đỏ đầu đường 100, mặt đường quốc lộ 2 các bạn nhé. Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Rất thuận lợi để các bạn đến với bãi xe bên mình. Đây là mặt đường quốc lộ 2 này, cách nhà máy sản xuất Toyota 2 cây số các bạn nhé, cách sân bay Nội Bài 8 cây số. Và bãi xe bên mình đây, ô tô cũ Mê Linh đây các bạn này. Và số điện thoại của mình thôi. Đây các bạn quan sát này, 0913660299. Và bên mình mới về đây các bạn này. Bạn nào yêu thích cái dòng xe nhập ấn à, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đây, 2010 số sàn vừa về xong đây. Chiếc xe này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá 148 triệu cho một chiếc xe nhập Kia Morning nhập quý anh chị và các bạn nhé.